chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Thanh Huy Audio. Và hôm nay bên mình đang lắp một bộ dàn trị giá 130 triệu cho khách hàng ở dưới Đồng Nai. Thì bộ này là nó bao gồm là 4 cặp Array 40, một cặp xúc đôi AT mẫu 2017 và một cặp monitor Nestle. Đây, dài bỏ vô luôn. Bàn mixer thì mình đang sử dụng là một cái bàn mixer CMS 1006 của Dynacord, bàn mixer Hayco và hàng loại 1 chuẩn nha các bạn. Đây là hàng mixer Dynacord hàng loại 1. Dàn máy ở dưới là nó sẽ gồm một cái chia nguồn ATA8, một bộ mic AT680F và một bộ PA260, bộ xử lý PA260, một cái cục đẩy monitor là cục đẩy ATA1500 và sử dụng hai cục đẩy mới nhất và hiện đại nhất của AT, đó là cục đẩy AT 4 kênh A1006F và một cục đẩy 2 kênh A2500 Plus. Đây là họ sử dụng một cái tủ của nhập. Đó. Riêng cái tủ này thì các bạn có thể là bỏ được cái nắp của nó này, các bạn có thể để ngang ra bên này. Để ngang sang này các bạn có thể để organ để laptop tùy các bạn. Cái bộ này thì mình đã tặng khách là toàn bộ hệ thống dây jack kết nối và dây loa 4 ruột loại tốt gắn đầu pít công. Và nhân viên mình đang tiến hành lắp ráp các cái dây jack Canon. Đây là bộ này thì đã test ở ngoài từ lúc trước mà mình không có quay được. Bây giờ thì các bạn hãy theo chân mình đi xuống dưới Đồng Nai để test cái bộ này tại nhà cho khách luôn. Vâng, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới nhất của Thanh Huy Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.